Một Phật tử ở thành phố Sa Đéc hỏi: Câu 1, thưa bác, tánh thấy, ý thấy, căn thấy là sao ạ? Nên nó nhiều lời quá thì nó dịch vậy thôi, chứ còn cái thấy đầu, cái thấy là cái gì? Là do tánh Phật, tánh Phật thấy. Nhưng mà tánh Phật mượn thân thân người, mượn tánh người thì phải tánh người thấy. Nó qua để nó qua nó bị lọc rồi, nó qua lọc. Đó, giờ bây giờ tất cả những cái sự thấy. Còn nếu mà con bị luân hồi vô thành tiên thì tánh tiên thấy, vô thần tánh thần thấy, vô tánh xúc sanh thấy. Nó chụp mà nó chụp ở bên ngoài do cái lực nhân quả. Bên ngoài nó chụp cái gì thì thấy phải chụp bằng cái đó. Giống như mài nó chụp 12 màu, màu đỏ thì còn thấy đỏ, màu xanh thấy xanh vậy thôi. Chứ còn cái mà cái chân thật của nó là cái gì? Nó là tánh Phật thấy thanh tịnh. Nhưng mà tại nó qua cái thế giới vật lý này, nó quay cuồng, thành ra phải đi theo cái quy luật vật lý của nó. Thành ra nó xáo trộn, thành ra cái tánh thấy thanh tịnh không, hoàn toàn không ai thấy được. Chỉ trừ trường nào có công đức vô lượng thì thấy được. Mà thấy được trong vòng mấy giây thôi, chứ không phải thấy liên tục nữa đâu. Muốn thấy liên tục phải về bên Phật giới á. Chứ bên này thế giới vật lý của người ta không thể thấy liên tục được. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, căn thấy là cái gì ạ? Bây giờ cái phần này nói đúng ra người ta giải thích nó nhiều. Bây giờ cái tánh phận nó vô chân con người nó ở đâu? Nó nằm ở trung tâm não bộ á. Rồi từ đó nó mới chi phối, nó là một nguyên tử sáng. Thành ra nó chi phối toàn bộ cơ thể người ta. Đó. Rồi ai nói tâm thấy cũng đúng, mà ai nói tánh thấy cũng đúng. Tâm thấy là sao? Tâm thấy cái tâm mà nó hoạt động thì cái tánh thấy nó mới thấy được. Còn nếu mà nó, cái tâm mà nó không hoạt động, cái tim mà không hoạt động á, giống như bây giờ, thí dụ cái bóng đèn trắng nó sáng ra đi, trắng, vàng, đỏ, xanh nó sáng, nhưng mà do cái máy phát điện nó quay nó mới ra điện. Còn cái tim nó, cái tim mà nó động á, nó mới phát ra cái lực sống, thành ra cái con mắt mới thấy. Thấy mà nó xuyên qua là cái gốc của nó thấy là gì? Là tánh Phật thấy, nó xuyên qua tánh người thấy. Mà tánh người này, trong này nó có lớp nghiệp. Nếu mà nó xuyên qua tánh người mà lớp nghiệp dày thì nó thấy khác. Lớp người mà xuyên qua lớp nghiệp mỏng nó thấy khác. Nó vậy đó. Thành ra ai muốn nói tâm thấy, tánh thấy cũng đúng hết vậy. Nếu mà nó tánh thấy thì nói về cái gốc. Còn tâm thấy là nói về cái cơ chế hoạt động. Nếu tim thấy là gọi là cơ chế hoạt động. Rồi con hỏi tiếp đi.